Xin chào và rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Hóng Sibit. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Có thể nói những năm trở lại đây, Đặng Luân đã đạt được những thành tựu tương đối tốt. Đặng Luân bước chân vào Sibit đã được nhiều năm. Ngay từ những ngày đầu mới ra mắt, anh đã được đánh giá là một diễn viên có tài năng trong giới. Và chỉ qua một vài tập phim, Đặng Luân đã có thể ghi điểm trong lòng khán giả bởi lối diễn xuất của mình. Mặc dù khá thành công và được nhiều người biết tới, nhưng từ khi bắt đầu sự nghiệp tới giờ, anh chưa từng nhắc gì về gia đình của mình. Điều này khiến cư dân mạng hoài nghi và gia thế của anh vẫn còn là một bí mật. Sự thành công vang dội của bộ phim Hương mật Tự khói xương khởi chiếu vào năm 2019 cùng với độ hot của bộ phim Bởi vì gặp được em trước đó đã khiến cho sự nghiệp của Đặng Luân trong hai năm nay đã có những bước tiến vững chắc thuận lợi cư dân mạng đã có nhiều suy đoán về gia thế không đơn giản đằng sau Đặng Luân. Cũng có rất nhiều người phỏng đoán rằng anh là thiếu gia trong giới giải trí. Bởi trong bức ảnh chụp cùng mẹ có thể thấy anh hồi nhỏ trắng nõn, bụ bẫm giống một tiểu thiếu gia mà chiếc vòng cổ người mẹ đeo lại có thể chứng minh cho điều kiện gia đình anh tương đối tốt. Có thể do ảnh hưởng từ bố mẹ nên Đặng Luân khiêm tốn, kín tiếng. Đối với gia thế cũng được cho là khủng của nam diễn viên, rất nhiều cư dân mạng cho rằng, chẳng trách trước đó, có một số bài báo cho rằng bạn gái tin đồn dương từ của anh trèo cầu. Đặng Luân sinh ngày 21 tháng 10 năm 1992 tại Hà Bắc, Trung Quốc. Đặng Luân là nam diễn viên tài sắc vẹn toàn, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải, chuyên ngành diễn xuất. Xuất phát từ những vai phụ như bao diễn viên khác nhờ vào ngoại hình sáng, diễn xuất tốt. Qua đó, Đặng Luân đã dần dần chứng tỏ được sức hút của mình và trở thành một trong những sau nam sáng giá của nền điện ảnh Trung Hoa. Lần đầu chạm ngõ sân khấu, anh được đạo diễn Quỳnh Giao chọn mặt cửi vàng trong Không phải hoa, chẳng phải sương. Qua vai diễn anh được khán giả biết tới, sau đó Đặng Luân tiếp tục chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và không ngừng hoàn thiện mình qua tác phẩm 15 năm chờ đợi chim di chú bởi vì được gặp em, trái tim trong sáng. Tuy tham gia nhiều dự án, vậy nhưng Đặng Luân vẫn mãi lao đao chưa tạo được tên tuổi cho riêng mình cho tới khi tham gia sở kiều chuyện. Chỉ đảm nhận vai phụ nhưng với tạo hình cổ trang thư sinh, lãng tử, có chút phong trần nhưng không kém phần phong độ, tiêu sách đã chiếm toàn spotlight mỗi lần xuất hiện. Dù không có nhiều đất diễn nhưng tiêu sách đã tạo được ấn tượng mạnh trong lòng khán giả và tạo tiền đề để đặng luân tỏa sáng hơn trong những dự án sau. Sau bàn đạp sở kiều chuyện, Đặng Luân liên tục xuất hiện trong những sản phẩm đình đám, nghìn lẻ một đêm, hương mật tự khói xương. Cố lên, cậu là tuyệt nhất. Đặc biệt, hương mật tự khói xương là một bộ phim cổ trang ăn khách nhất của màn ảnh hoa ngữ năm 2017, đã giúp tên tuổi của Đặng Luân tỏa sáng hơn và xếp vào hàng sao triển vọng. Ngoài vẻ đẹp nhẹ nhàng, ngọt ngào, nước da trắng của Đặng Luân cũng khiến khán giả phải châm trồ, đồng nghiệp khanh tị, thậm chí cả những mỹ nhân hàng đầu xì bít cũng khó mà bị kịp. Không chỉ thế, dù là diễn viên đã có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí, vậy nhưng anh luôn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, giản dị, chân thành và rất khiêm tốn. Chính vì thế mà nam diễn viên ngày càng được lòng khán giả mà không hề có anti fan. Đặng Luân từng được biết tới với mối tình ngọt ngào với nữ diễn viên Kim Thần. Cụ thể năm 2016, cặp đôi Đặng Luân Kim Thần bị bắt gặp hẹn hò vô cùng ngọt ngào. Một khoảng thời gian dài cả hai không ngần ngại bày tỏ tình cảm trên mạng xã hội hay ngoài đời thường. Tuy nhiên, chưa đầy một năm thì cả hai lên tiếng đường ai nấy đi, khiến fan vô cùng tiếc nuối. Từ chuyện tình ngon ngào với Kim Thần tới nay, Đặng Luân vướng không ít tin đồn tình cảm với bạn diễn. Thậm chí từng có tin đồn, anh là kẻ thứ ba xen vào hôn nhân giữa Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby. Đặc biệt sau thành công của Hương Mật Tự Khói Xương, phát nhiệt tình đẩy thuyền anh và cô bạn thân Dương Tử. Ngoài ra còn có cả tin đồn, anh quay lại với bạn gái cũ, nhưng dường như lời đồn chỉ là lời đồn. Hiện tại, nam diễn viên vẫn chưa công khai chính thức và chỉ tập trung phát triển sự nghiệp. Chúng mình là Cbiz. Nếu như các bạn cảm thấy những thông tin vừa rồi là hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.